Cô chào tất cả các em học sinh lớp 7. Sau đây, cô mời các em đến với bài giảng trực tuyến môn ngữ văn 7 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến. Như các em đã biết, trong quá trình giao tiếp, để đạt hiệu quả cao nhất, người nói cần sử dụng câu với đầy đủ thành phần để nội dung lời nói được diễn đạt trọn vẹn, giúp người nghe hiểu đúng ý của mình. Tuy nhiên, có một số trường hợp muốn cho thông tin đến với người nghe được nhanh hơn hoặc nhằm một số mục đích khác, người nói sẽ chọn cách diễn đạt khác phù hợp hơn. Vậy, đó là cách diễn đạt như thế nào? Cách dùng ra sao? Cô và các em sẽ đi vào tìm hiểu trong tiết học này. Mời các em sang tiết 7-8, rút gọn câu. Cô chia màn hình làm hai phần. Ở phía bên trái là nội dung ghi bản. Đó là nội dung các em sẽ ghi vào vở của mình. Bên phải là phần nội dung cô để ghi các ví dụ phân tích và các em không phải ghi vào. Trước tiên, chúng ta đi vào tìm hiểu khái niệm thế nào là rút gọn câu. Cô mời các em xem ví dụ thứ nhất ở sách giáo khoa trang 14-15. Cô có hai câu: học ăn, học nói, học gói, học mở. Đây là tục ngữ các em đã được học. Câu thứ hai: chúng ta học ăn, học nói, học gói, học mở. Dựa vào kiến thức về chủ ngữ, vị ngữ trong câu mà các em đã học ở lớp 6, chúng ta dễ dàng nhận ra. Về cấu tạo, hai câu trên có sự khác nhau. Ở câu tục ngữ, không có chủ ngữ. Câu thứ hai, có chủ ngữ chúng ta. Để câu thứ nhất được đầy đủ thành phần, ta có thể điền một số từ làm chủ ngữ trong câu như chúng ta, chúng em, các bạn, người Việt Nam, v.v. Như vậy, trong trường hợp nêu trên, câu tục ngữ đã được lược bỏ chủ ngữ. Vậy, mục đích của việc lược bỏ chủ ngữ trong câu này là gì? Chúng ta thấy tục ngữ là lời vàng ý ngọc, là lời khuyên dạy của cha ông ta dành cho con cháu, lời khuyên dành cho tất cả mọi người chứ không riêng cho một cá nhân nào. Đọc câu tục ngữ nào lên, ta cũng thấy như bài học, lời khuyên đó là dành cho mình. Vì vậy, khi nói, cha ông ta thường lược bỏ đi thành phần chủ ngữ nhằm ngụ ý hành động, lời nói được nói đến trong câu là của chung mọi người. Vậy, ở câu thứ nhất, việc lược bỏ chủ ngữ nhằm ngụ ý hành động, lời nói được nói đến trong câu là của chung mọi người. Ngoài ra, ta có thể gặp một số trường hợp câu được lược bỏ chủ ngữ như một số thông báo hoặc biển báo nơi công cộng. Chẳng hạn như không được dẫm lên cỏ, không đi lối này, cấm rẽ trái. Và tất cả chúng ta khi đi vào những khu vực có thông báo đó phải chấp hành nghiêm túc, bởi đấy là những yêu cầu, mệnh lệnh dành cho tất cả mọi người. Các em lưu ý phần này. Chúng ta sang tiếp ví dụ thứ hai. Ví dụ B. Hai ba người đuổi theo nó, rồi ba bốn người, sáu bảy người. Đây là đoạn trích trích trong một tác phẩm của tác giả Nguyễn Công Hoan. Các em quan sát vào câu in đậm. Rồi ba bốn người, sáu bảy người. Hẳn chúng ta phát hiện trong câu in đậm đó thành phần nào được lược bỏ. Đấy là thành phần vị ngữ. Thế ta có thể xác định được vị ngữ cho câu in đậm hay không? Xác định bằng cách nào? Quan sát ở hai câu trong ví dụ, các em thấy câu đứng trước có chủ ngữ hai ba người, thực hiện hành động đuổi theo nó được nêu ra ở trong vị ngữ. Như vậy, ở câu sau, tuy không có vị ngữ, nhưng chúng ta vẫn hiểu được hành động của chủ ngữ là đuổi theo nó. Và căn cứ vào ngữ cảnh của câu đứng liền trước, ta có thể khôi phục lại vị ngữ cho câu sau. Thế mục đích của việc lược bỏ thành phần vị ngữ ở đây là gì? Trong câu sau, tức là câu in đậm, nếu viết lại đầy đủ thành phần, câu sẽ là:
rồi 3-4 người, 6-7 người đuổi theo nó. Các em thấy trên ví dụ của cô vừa mới hoàn thành phần vị ngữ thêm đấy. Đọc lên, ta thấy câu chưa gọn và bị mắc lỗi lặp. Do đó, trong trường hợp này, việc lược bỏ vị ngữ là nhằm cho câu gọn hơn, tránh lặp lại những từ đã xuất hiện ở câu đứng trước. Tiếp theo, các em xem ví dụ thứ 3. Ví dụ C. Bao giờ cậu đi Hà Nội? Ngày mai. Ta thấy trong câu trả lời ngày mai chỉ có mỗi trạng ngữ. Cả thành phần chủ ngữ lẫn vị ngữ đều bị lược bỏ. Thế nhưng người nghe vẫn chấp nhận, vẫn hiểu được nội dung câu nói. Tại sao vậy? Bởi trong câu hỏi người nói chỉ muốn biết về thời gian, nên câu trả lời ngày mai đã đáp ứng đầy đủ thông tin của người nói đòi hỏi. Cách trả lời vậy vừa thông tin được nhanh, vừa tránh lặp từ. Và dựa vào câu đứng trước, ta có thể khôi phục đầy đủ chủ vị cho câu trả lời. Ngày mai, tớ đi Hà Nội. Hoặc ngày mai, mình đi Hà Nội. Cách nói này, ta thường gặp trong văn nói, khi giao tiếp trong đời sống hàng ngày. Như vậy, trong trường hợp thứ 3, việc lược bỏ cả chủ ngữ lẫn vị ngữ nhằm làm cho câu gọn hơn, thông tin được nhanh và tránh lặp các từ đã xuất hiện ở câu đứng trước. Qua 3 ví dụ cô vừa phân tích, các em thấy khi ta nói hoặc viết, có thể lược bỏ một số thành phần của câu, tạo thành câu rút gọn. Việc lược bỏ một số thành phần câu nhằm những mục đích như sau: làm cho câu gọn hơn, vừa thông tin được nhanh, vừa tránh lặp những từ ngữ đã xuất hiện trong câu đứng trước. Ngụ ý hành động, đặc điểm được nói trong câu là của chung mọi người. Trường hợp này, lược bỏ chủ ngữ. Và đấy cũng chính là phần nội dung kiến thức được nêu trong ghi nhớ ở sách giáo khoa trang 15. Kem ghi vào vở và học thuộc phần ghi nhớ này cho cô nhé. Lưu ý, trong mỗi ghi nhớ, các em tìm một ví dụ để minh họa cho phù hợp. Và để củng cố phần kiến thức vừa học, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện bài tập số 1 ở sách giáo khoa trang 16. Các em quan sát vào bài tập. Trong các tục ngữ sau, câu nào là câu rút gọn? Những thành phần nào của câu được rút gọn? Rút gọn câu như vậy để làm gì? Câu A, người ta là hoa đất. Câu B, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Câu C, nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng. Và câu D, tất đất tất vàng. Bài tập yêu cầu chúng ta xác định câu rút gọn, thành phần rút gọn và mục đích của việc rút gọn. Các em thấy trong 4 câu tục ngữ trên, chỉ câu A là đầy đủ thành phần chủ vị, người ta là hoa đất. 3 câu còn lại, câu nào cũng bị lược bỏ chủ ngữ. Và việc lược bỏ, rút gọn chủ ngữ như vậy nhằm mục đích gì? Ở câu ăn quả nhớ kẻ trồng cây là lời khuyên của cha ông ta, nhắc nhở chúng ta về lòng biết ơn. Câu thứ hai, nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng là lời khuyên kinh nghiệm trong lao động sản xuất của nghề nông. Và câu thứ ba, tất đất, tất vàng là lời nhắc nhở của cha ông ta về thái độ đối với đất đai. Chúng ta phải biết quý trọng đất đai, sử dụng đất đai cho hợp lý. Như vậy, cả 3 câu tục ngữ trên là đều nhằm ngụ ý lời khuyên, kinh nghiệm được thể hiện trong mỗi câu là dành chung cho tất cả mọi người. Các em ghi bài tập vào vở và chúng ta có thể tìm thêm một số ví dụ về câu rút gọn ở trong từ tục ngữ nữa nhé.
Việc sử dụng câu rút gọn trong giao tiếp rất phổ biến với nhiều mục đích như trên. Nhưng có phải lúc nào chúng ta cũng có thể dùng câu rút gọn vậy không? Cách dùng ra sao? Cần lưu ý những gì? Cô mời các em xem tiếp nội dung thứ hai, cách dùng câu rút gọn. Ở sách giáo khoa trang 15-16, các em quan sát cho cô ví dụ thứ nhất. Sáng chủ nhật, trường em tổ chức cắm trại. Sân trường thật đông vui, chạy lăng quăng, chạy loăng quăng, nhảy dây, chơi kéo co. Quan sát các câu in đậm, ta thấy chúng đều thiếu thành phần chủ ngữ, chưa rõ về nội dung. Và nếu dựa vào câu đứng liền trước, sân trường thật đông vui, để khôi phục chủ ngữ, các câu in đậm sẽ trở thành sân trường chạy loăng quăng, sân trường nhảy dây, sân trường chơi kéo co. Vậy câu trở nên sai nghĩa bởi chủ thể sân trường không thể thực hiện được các hoạt động đó. Do đó trong trường hợp này, cách dùng câu rút gọn như vậy là không phù hợp bởi nó khiến người đọc, người nghe hiểu sai hoặc hiểu không đầy đủ nội dung câu nói. Đây là lưu ý thứ nhất trong ghi nhớ sách giáo khoa trang 16. Các em xem nhé. Và từ câu sai này chúng ta sẽ sửa lại cho đúng. Cô sửa như sau. Sáng chủ nhật, trường em tổ chức cắm trại. Sân trường thật đông vui. Các bạn học sinh chạy loăng quăng, nhảy dây, chơi kéo co. Như vậy chúng ta phải thêm chủ ngữ vào trong những câu này để cho câu trở nên đúng nghĩa. Các em quan sát vào ví dụ thứ hai. Cần thêm những từ ngữ nào vào câu rút gọn, tức câu in đậm, để thể hiện thái độ lễ phép. Mẹ ơi, hôm nay con được 1 điểm 10. Con ngoan quá, bài nào được điểm 10 thế? Bài kiểm tra toán. Trong đoạn hội thoại trên, người mẹ muốn biết môn học nào của con được điểm 10. Về nội dung, câu trả lời của con, bài kiểm tra toán đã đáp ứng yêu cầu giao tiếp mà người mẹ đưa ra. Nhưng về sắc thái biểu cảm thì chúng ta thấy câu trả lời này thật cộc lốc, khiếm nhã bởi thiếu những từ ngữ xưng hô cho lễ phép. Ta chỉ chấp nhận câu trả lời này trong tình huống nếu hai người tham gia giao tiếp có vị thế ngang hàng hoặc là bạn bè với nhau. Còn khi giao tiếp với người lớn có vị thế cao hơn thì chúng ta không dùng câu rút gọn như thế để không bị đánh giá là vô lễ. Chính vì vậy, ta cần phải sửa câu nói này. Dạ, bài kiểm tra toán mẹ ạ. Chúng ta thêm những từ xưng hô hoặc là các tháng từ thì câu sẽ thể hiện được cái sắc thái tôn trọng đối với người nghe. Cô thấy trong quá trình học tập ở trên lớp, có một số bạn khi trả lời câu hỏi của thầy cô đã dùng cách trả lời ngắn gọn như vậy. Điều đó là không đúng, cho nên các em cần lưu ý nhé. Và đây cũng chính là lưu ý trong ghi nhớ sách giáo khoa trang 16. Các em quan sát vào ghi nhớ ở sách giáo khoa. Ý thứ nhất, khi dùng câu rút gọn chúng ta cần chú ý không làm cho người đọc, người nghe hiểu sai hoặc hiểu không đầy đủ nội dung câu nói. Và thứ hai, không biến câu nói thành một câu cộc lốc khiếm nhã. Và các em sẽ học thuộc phần ghi nhớ này cho cô. Như vậy qua hai phần tìm hiểu trên, cô đã hướng dẫn các em nắm được thế nào là rút gọn câu và mục đích của việc dùng câu rút gọn, đồng thời giúp các em biết cách dùng câu rút gọn cho phù hợp. Giờ đây chúng ta sang phần thứ ba, phần luyện tập. Lưu ý cô chỉ hướng dẫn các em một phần của bài tập, phần còn lại các em sẽ hoàn thành vào vở ghi. Do đó chúng ta chú ý nghe, quan sát để biết cách làm những bài tập còn lại trong sách giáo khoa. Ở bài tập số 2, bài tập 1 cô đã giải thích rồi. Bài tập số 2, câu A, hãy tìm câu rút gọn trong ví dụ dưới đây. Khôi phục những thành phần câu được rút gọn. Cho biết vì sao trong thơ, ca dao thường có nhiều câu rút gọn như vậy. Ta thực hiện ở bài thơ Qua đèo ngang của bà Huyền Thanh Quang.
Bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá lá chen hoa, lom khom dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông chợ mấy nhà. Nhớ nước đau lòng con quốc quốc, thương nhà mỏi miệng cái da da. Dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Quan sát trong bài thơ, chúng ta thấy có những câu nào là câu rút gọn? Câu thứ nhất, bước tới đèo ngang bóng xế tà. Và câu thứ hai, dừng chân đứng lại trời non nước. Ở cả hai câu, thành phần được rút gọn đó chính là chủ ngữ. Vậy theo các em, chủ ngữ trong hai câu thơ này là đối tượng nào? Đấy chính là tác giả của bài thơ. Vậy ta có thể khôi phục thành phần câu bị rút gọn. Tôi bước tới đèo ngang bóng xế tà, tôi dừng chân đứng lại trời non nước. Vậy tại sao trong thơ hoặc ca dao thường có nhiều câu rút gọn? Bởi các em thấy thơ và ca dao chuộng cách nói xúc tích, ngắn gọn. Bên cạnh đó, số dòng, số chữ trong mỗi câu, mỗi bài cũng bị hạn chế bởi luật thơ. Chính vì vậy, các tác giả thường chọn cách sử dụng câu rút gọn. Tương tự ở câu B, các em sẽ làm bài tập vào vở. Các em đọc bài ca dao, sau đó xác định những câu nào là câu rút gọn, thành phần được rút gọn trong mỗi câu và khôi phục lại thành phần rút gọn đó. Ở bài tập số 3 và bài tập số 4, các em cũng thực hiện tương tự. Đọc văn bản, sau đó sẽ trả lời những câu hỏi ở trong sách giáo khoa đưa ra. Và lưu ý, ở mỗi bài tập này, sau khi thực hiện, thì chúng ta sẽ rút ra cho mình cách thực hiện, cách sử dụng câu rút gọn như thế nào cho phù hợp. Và ta vận dụng nó trong quá trình giao tiếp, trong lời ăn tiếng nói hàng ngày như thế nào cho đạt hiệu quả. Và đây là toàn bộ nội dung của tiết học cô vừa hệ thống lại cho các em. Các em có thể ghi chép đầy đủ để học. Vậy qua tiết học này, các em cần học thuộc cho cô nội dung của hai ghi nhớ. Thứ nhất, đó là khái niệm và nắm được mục đích của việc rút gọn câu. Lưu ý, trong quá trình học khái niệm, chúng ta cần lấy ví dụ để minh họa. Ghi nhớ thứ hai, đó là những lưu ý khi sử dụng câu rút gọn. Và để chuẩn bị tốt cho tiết học sau, các em soạn cho cô bài đặc điểm của văn bản nghị luận. Chúng ta sẽ tìm hiểu các khái niệm luận điểm, luận cứ và lập luận trong bài văn nghị luận. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chào tất cả các em. Hẹn gặp các em ở bài sau.